Mến chào khán giả đã trở lại với kênh Vàng Toàn TV. Hôm nay Vàng Toàn TV được đến với ngôi chùa Đầm Pô để quay cận cảnh chiếc ghe ngò của chùa Đầm Pô đã một thời danh tiếng để lần luôn nhau quý giả. Để quay review cận cảnh chiếc ghe ngò sẽ trở lại đường đua vào năm 2023 này như thế nào nha quý giả. Thì mình sẽ đến với nhà ghe để review cận cảnh chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô cho quý giả được biết thêm. Thì theo thông tin thì chùa Đầm Pô sẽ trở lại đường đua vào năm 2023 này nha quý giá. Mình sẽ vào bên trong review chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô cho quý giả được biết thêm. Có thông tin sửa chữa như thế nào, mình sẽ review cho quý giả được biết thêm nha. Đây mình sẽ vào bên trong nhà ghe mình review cái chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô có trở lại đường đua vào năm 2023 này hay không. Đây là nhà ghe của chùa Đầm Pô, cái ngò một thời danh tiếng của chùa Đầm Pô nha quý giá, từng đoạt tới 11 chiếc cúp vô địch, có cả 7 lần trên dòng sông Mách Pro. Đây là ghe ngò chùa Đầm Pô. Hiện ghe ngò chùa Đầm Pô có 2 chiếc ghe nha quý giá. Và wow, cây cần câu đồ cũng còn nguyên ở trên ghe luôn nha quý gia, không có tháo xuống nha. Đây là cận cảnh ghe ngò chùa Đầm Pô tại xã Đại Ân nha quý gia. Chùa Đầm Pô tọa lạc tại xã Đại Ân, huyện Trường Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây là hình hình vai văn một con rồng vàng chạy dài từ đầu ghe đến cuối ghe luôn nha, rất là đẹp luôn quý giá. Đây là toàn cảnh ghe ngò chùa Đầm Pô, mình sẽ đến review cho quý giả được biết thêm. Có thể chùa Đầm Pô có trở lại đường đua năm 2023 này hay không. Đây chiếc ghe còn rất là mới luôn nha quý giá, còn rất là đẹp luôn nha quý giá. Đây toàn cảnh ghe ngò chùa Đầm Pô. Hôm nay mình cũng có dịp để ghé chùa Đầm Pô để quay review chiếc ghe ngò và chia sẻ cho quý khán giả được biết về thông tin ghe này như thế nào, có thể trở lại đường đua vào năm 2023 này hay không. Đây là chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô, rất là đẹp như quý vậy. Đây là bên trong chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô. Đây là xung quanh nhà ghe ngò của chùa Đầm Pô. Đây, rất là đẹp luôn quý vị. Con rồng vàng chạy từ đầu ghe đến cuối ghe luôn nha. Đây là xung quanh nhà ghe chùa Đầm Pô nha quý vị. Mình sẽ review toàn cảnh cái ngò chùa Đầm Pô cho quý vị được biết thêm như thế nào. Đây là ghe ngò chùa Đầm Pô rất là đẹp luôn, mẫu hoa văn con rồng chạy từ đầu ơi dài từ đầu ghe đến cuối ghe luôn nha quý vị. Em sẽ review toàn cảnh của chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô cho quý khán giả được biết thêm như thế nào. Theo thông tin thì cái ngò chùa Đầm Pô có thể trở lại vào 2023 này hay sao quý vị. Mình cũng đến để review cho quý khán giả được biết thêm. Chiếc ghe ngò này đã vắng bóng đường đua cũng khá lâu rồi nha quý vị. Đây là toàn cảnh ghe ngò chùa Đầm Pô, một nhà đương kim du lịch lẫy lừng đã từng đạt tới 11 chiếc du lịch luôn nha quý vị, khá là nổi tiếng luôn. Chùa Đầm Pô và tiếng Việt được nói theo là chùa Lâm Dồ nha quý giá. Tôi là xã Đại Ân 2. Đây là đầu ghe nha quý giá. Đây là chiếc ghe ngò chùa Đầm Pô.
bóng đường đua cũng khá là lâu với giá, biết khi nào mới trở lại. Thì theo thông tin sẽ trở lại đường đua vào trong năm nay hay là sau với nha. Đây chị ngồi chủ đường phố cũng khá là đẹp luôn nha, bây giờ có hình nàng tiên cá nha, bây giờ đây rất là đẹp luôn. Và chiếc ghe ngò cũng khá là cũ rồi, tại chủ đường phố chiếc ghe ngò hình như đã từng đạt nhiều chiếc du lịch luôn quý gia. Đây là chiếc ghe ngò từng đạt nhiều chiếc du lịch của chùa Đầm Bồ nha quý gia. Đây ghe ngò chùa Đầm Bồ đây quý gia. Thì mình cũng có thông tin thì ghe sư cũng có thể đóng ghe mới để trở lại đường đua hay sao với nha. Đây những chiếc ghe trong đây cũng đã quá cũ rồi. Đây là bên trong nhờ của chùa Đầm Bồ và gọi tắt là chùa Lâm Dồ, thuộc xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nay mình cũng có dịp để trở lại để quay review toàn cảnh chiếc bên trong nhà ghe của chùa Đầm Bồ như thế nào. Đây cũng rất là vắng vẻ luôn nha, vậy đây ghe ngò chùa Đầm Bồ cũng là một đội ghe ngò cũng là rất là danh tiếng tại tỉnh Sóc Trăng. Mình cũng đến để review về chiếc ghe ngò chùa Đầm Bồ cũng rất là đẹp luôn nha quý gia. Đây là phần bên trong chiếc ghe, chiếc ghe ngò chùa Đầm Bồ đã quá cũ rồi nha quý gia. Đây là toàn cảnh chiếc ghe ngò chùa Đầm Bồ. Mình có thể hỏi có thể về thêm thông tin về chiếc ghe ngò chùa Đầm Bồ có sẽ trở lại đường đua hay không vào năm 2023 này trên dòng sông Mát Pedro. Đây là phần nhà ghe của ghe ngò chùa Đầm Bồ, nó đẹp như nhau nha, là ghe nữ không rồi nha, không có ghe nào, chùa Đầm Bồ chỉ tham gia là ghe nữ. Ghe nữ của chùa Đầm Bồ cũng thời danh tiếng lẫy lừng luôn nha quý gia, từng đoạt tới 11 chiếc cúp du lịch tại dòng sông Mát Pedro, khá là ấn tượng luôn nha quý gia. Lịch sử của đội ghe thì cũng là bề dày lịch sử của đội ghe ngò chùa Đầm Bồ rất là hãnh diện luôn, đáng hãnh diện và đáng tự hào luôn nha quý gia. Đây là phần trong nhà ghe của chùa Đầm Bồ có thể trở lại, ghe ngò chùa Đầm Bồ có thể trở lại đường đua vào năm 2023 này hay không. Nếu mà có thông tin gì thêm thì mình sẽ đến để review và chia sẻ cho quý khán giả được biết thêm nha. Đây là ghe ngò chùa Đầm Bồ cũng rất là cũ rồi quý khán giả ơi. Và cuối lại video của Hoàng Toàn TV đến đây sẽ kết thúc nha quý giả, và mong quý giả xem và like và chia sẻ giúp Hoàng Toàn TV có động lực đi quay các chùa và những chiếc ghe ngò để cập nhật những thông tin ghe ngò cho quý giả được biết thêm như thế nào. Và video của Hoàng Toàn TV đến đây sẽ kết thúc nha quý giả. Và chúc quý khán giả một năm mới thật là hạnh phúc và thật là tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Đây là phần ghế ngon chùa Đầm Bồ. Bây giờ mình đây sẽ kết thúc nha quý giả. Chúc quý khán giả một ngày mới thật là
hạnh phúc và an lành trong cuộc sống. Đây là chicken ngon cho cô. Bây giờ mình đến đây sẽ kết thúc nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.